chết bà chứ không. Ủa sao mà xui đường miễn có giao thông nữa trời. Chị ơi, cái gì vậy? Sao mà lẹ dữ vậy? Có vòng vòng đó ơi. Cái gì mà lẹ dữ vậy trời? Mới xe mở đây, mình mới chạy mới xe mở đây qua đâu tiêu rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Cái này em ơi, bự quá. Ủa cái vụ gì vậy chị? Cái vụ gì vậy? Chị làm gì vậy? Chị quên. Bà mày lại đi trước. Bà mày mới thoát rồi. Ổn không? Ổn không? Ổn. Rồi sao nè? Thì chị vô sáng vô đồ người ta hết trơn rồi chị. Vô đậu mỏng người ta hết kìa. Ôi dạ. Qua đây thì đám cưới rồi cưới hả? Dạ, đang thử rồi. Ôi, năm nay cưới sớm vậy? Dạ, Tết rồi. Hôm nay hợp giờ thì cưới thôi. Dữ vậy sao? Ôi, hai đứa là hợp đôi quá ha. Dạ. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chị biết đâu. Chị ơi, chị vụ gì vậy chị? Hỏi rồi. À, không có vụ gì. Ôi trời, mệt chết luôn nhá. Mấy chị này có ai biết không? Biết gì anh, biết gì? Có cái chị nào mà chạy xe là chạy tốc độ chạy nhanh lắm không? Chạy ngang đây. Không, không. Ủa, này cứ đậu xe ra đây, con tả có đi ăn rồi này nữa không? Trời ơi, ở đây rất tiện lắm. Không có ai đây đâu, đừng đây. Đậu trước cửa sao buôn bán. Ở đây người ta đi bộ với đi xe đạp không mà. Đậu xe đạp không mà. Đúng đúng đúng, đúng mà, cái chị này xe đạp á. Ý là ở đây người ta đi bộ với xe đạp mà không thấy chị nào ở đây hết trơn á. Này trời ơi. Anh đậu vậy rồi sao khách cưới em ghé mua được. Chị thông cảm cho chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ mà đậu xích xích chiếc kia mà đậu chiếc cửa nhà em đâu có được. Giờ sao đây? Không có ai đây đâu. Rồi đồng chí dẫn xe xích tới xíu đi. Rồi mình đứng đây mình đợi con. Anh đây chị không mấy ủng hộ bánh này đi chứ để hỏi bán không được á. Mấy chị nghiêm túc giùm em, tụi em đang nghiêm túc mà, em nói gì đâu nghiêm túc vậy. Có ai đây đâu mà kiếm, trời ơi, sáng giờ có xe nào đâu hay bà ha. Ừ. Đâu có ai chạy xe đâu. Đâu có ai đụng đi làm áo hồng gì đâu. Đâu phải gì. Sao dạ? Trời ơi, đây, đứng về đi. Coi cái bà đó mà có đi nghe này không? Sao đi được anh? Anh nói nghe nè, đường cùng. Đường này đường cùng rồi. Đúng rồi, đường cùng tôi mới đứng ở đây nè. Chạy ra đường kia, đường lộn tẹo. Không, chạy ra tôi còn thấy mà. Tôi còn hãy chạy vô đây nè. Thấy đâu, vô đây cái cô mất tích nè. Anh làm gì mất anh bụi đây à. Tôi thấy cái chị đạp xe đạp cắt nhanh đạp vô tới đây nè. Ông đi đạp không vô đây. Tôi vô cái cô vô đây là mất tiêu chị đó.
đứng đây thế nào cũng quay ngược lại à? Làm gì có đây, làm gì có đâu anh ơi. Rồi, có cái gì mới chạy cái này nè. Tao nói là sáng giờ coi chừng mấy anh thấy dông rồi đó. Nói vậy thôi mấy anh muốn thấy cái vô gì đâu. Bây giờ lên cái cua đó, mình vô cái cua thưa có trốn cùng đó không? Dạ. Coi chừng có trốn ở đâu trển anh ơi. Cảm ơn mấy chị nha, chào chị. Cảm ơn mấy chị nha. Ủa sao không dùm chuyển nổi không trời. Ôi ba ơi, cái gì vậy hả, làm gì chạy dữ vậy bà nội, bà nội. Hả, kể nghe coi, kể nghe coi. Trời, tí gió cho 500 gió đi chứ má. Cho mày đây nè, đây nè má, đây nè má chó nè. Bà nội ơi, quạt gió ở đây nè, cái đó không có ghim điện. Ủa gì hả má, bị sẹn hả? Bị gì? Ủa gì, kể với chị nghe coi sao. Hả? Vậy đầu đuôi sao kiểu dưỡng anh. Từ 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 thở cái quá cho mày. Hay là bà nội này làm gì mà bị dễ như vậy? Để đi xem được gì trời, lạnh mãn là mới vượt cái đó nè. Quá trời mệt, quá trời mệt, mệt quá mệt rồi. Trời, tao nói mà nãy ôm cua gắt còn hơn là đua thủ nữa má. Vậy hả? Xe, xe, mày làm gì? Y chang vậy luôn má. Mày làm gì mà vấn đề sao mà mấy ảnh lượt mày kìa? Phải là đang nôn nghe mà nó ngồi nó mệt tới đó. Mệt má ơi, chuyện từ. Quá nhiều chuyện nha. Cũng làm gì mà. Trời, không có hai bài chứ mấy tuần sau. Rồi kể được chưa? Hả? Hay là đợi tới Tết rồi kể luôn. Sáng đi chợ. Ừ. Quên đi giấy tờ theo. Ừ. À, là đi chợ quên giấy tờ theo. Rồi bắt đầu là giấy tờ xe. Rồi xong rồi cái gặp mấy ảnh. Rồi cái biết sao. Cái không nó bảo hiểm nữa. Nó bảo hiểm. Phải rồi má. Không rồi nó bảo hiểm nè mày. Khoan. Cái gì không có bảo hiểm. Cái mai cái giò tôi là nhanh cái giò tôi nó dài. Hay. Chứ thằng tôi đi tới mày. 10 điểm. Khoan. Phan cái gì không nói bảo hiểm mà không đem giấy tờ xe nữa. Không có đi. Cỡ nào mấy ảnh cũng phải bắt thôi. Đúng không? Ủa đổi nào ta? Đổi gì? Ủa mà chiếc xe đạp em Dục đâu rồi? Mà sao buồn kìa? Dục là sao buồn đó. Đổi nào vậy? Ê Phan đi. Đổi nào mà tự mình nhiên đi xe đạp mà cũng phải đổi đóng nguy hiểm đi với tao. Đổi nào vậy? Ủa bé ơi, chiếc xe đạp chứ không phải xe máy. Thì tao đó không, tao muốn tao xe đạp mà đổi nào nè. Xe đạp là ảnh đâu có làm gì em. Mất chim chạy không? Chứ tao chạy cờ cờ ngoài đường tao có gì đâu. Ủa gì ha? Ủa là hồi sáng em quên đi chạy xe đạp hả? Má ơi má, tụi nó đi xe máy má. Bị gọi là cái bị đi ảo quá má kìa kìa mà. Má ơi, má có quen mình, thôi má ơi. Mình má ơi má. Trời ơi là trời, đi xe đạp mà người ta gượt má như đúng gò vậy đó. Ủa má giảm gượt tao làm gì? Ai biết gượt đâu. Mày chạy tao gượt là đúng rồi đó. Trời ơi, thằng thiên đụng ơi. Tại vì mày chạy người ta mới gượt. Đúng rồi. Má ơi má, tôi quên là tôi chạy xe đạp. Tôi rất sợ. Anh thằng ơi, chạy xe đạp mà chạy coi. Xe bả vậy? Xe đạp đâu rồi? Mắc gì xe đạp. Tôi hết hồn quá trơn à, quỷ ma. Nó dùng chiếc xe đạp vô buồn luôn rồi má, công nhận thiệt tình. Con này đúng như có tặc giật mình vậy chị. Ừ, dạ. Né qua cho nó mưa chứ đạp nha. Bà ơi đạp ba. Tưởng nó hủ lô đâu đi nhà. Anh hắt tâm hơ quá trời rồi. Quên má ơi, quên là mình đang chạy xe đạp má ơi. Rồi giờ bình tĩnh chưa? Rồi bây giờ bình tĩnh nha. Nhớ rồi. Với một cái phong thái tự tin điềm tĩnh nè. Hất cái mặt lên trời, kêu xa, kêu kỳ, đạp nhẹ nhàng coi. Trời ơi, mình chưa đạp mình phải hiên ngang. Hiên ngang lên. Rồi bà nội ơi đi ra đi. Má ơi đang đi chợ quên. Trời ơi. Đây. Chị này nè. Chào chị. Cái gì vậy mấy anh? Giữ chị lại. Đầy đủ. Ủa mắc gì với em lại? Chị thấy chúng tôi, chị chạy. Tôi tình nghi chị làm chuyện mà á. Nghi thấy chúng tôi, chị đã chạy. Đúng rồi. Với một cái tốc độ rất là cao. Thằng nào nói trời. Anh có chuyện không có gì mà ám chân á. Em lúc nào con miệng cũng trong sáng hơn là gì má đâu trời. Trong sáng mà chị thấy tôi từ đầu kia tôi gượt chị là chạy giống vô không biết bao xa mà nói. Ôi, anh không. Đôi mắt cái giống ngôn vậy anh chạy. Anh chạy xe đạp mà. Thì đúng rồi, chúng tôi phải dí theo chị, tình nghi chị phải dí theo chứ. Chị thấy chúng tôi, chị mập mờ coi đầu chị chạy tới tốc độ thì chúng tôi tình nghi chị đang làm chuyện ngoài ám nên chúng tôi phải chạy theo chị. À không, cái câu chuyện là gì nè, em kể cho anh nghe. Lời nãy em đang ở ngoài đường đúng không? Mẹ hôm nay đi xe đạp đi chợ mà em tưởng là chạy xe máy. Em thấy em gờ không có nó bảo hiểm, hiểu không? Em mới hết hồn, rồi mới chạy thôi. Em hết hồn chạy về nhà nó có nó bảo hiểm. Ừ đúng rồi. Ừ. Đó. Nên là không có gì mà em mới sợ vậy thôi. Nó chạy xe anh kiểm tra đi nè. Nó chạy xe đạp mà. Có mẹ đâu mà. Nói với chị nè, không gì tự nhiên có tặc mới giật mình. Không có cái này phải có cái kia, chắc chắn phải có cái gì trong đây nó mới chạy. Người ta mới chạy. Đây nè, có vỏ không là anh ơi, đây nè anh kiểm tra đi. Cái vỏ không chứng tỏ được tất cả, chị hiểu không? Bây giờ trước mắt là chúng tôi mà chạy chở chúng tôi điều tra rõ ràng từ ngọn ngành tại sao chị chạy còn mới bắt được. Mới hiểu được. Anh ơi, nói kìa anh coi kìa, nguyên người đó có giờ có cái gì để giấu cái gì đâu mà anh nói mà ám. Cái đó này không hiểu được chị ơi, giơ hai tay lên nói được không? Ê, hai tay thẳng ra. Không, em bị viêm cánh. Mà thôi, để xuống đi. Quá trời, chị không lỗi thiệt chị ơi. Tôi để xuống đi. Là nãy chị là đi chợ còn xe đạp. Thánh thằng ơi, hồi sáng em kể cho anh nghe là em tưởng đâu là em đi xe máy, em hết hồn, anh hiểu không? Em gờ lại, không có cái bảo hiểm trên đầu. Em mới sợ chị nhận nó rất bảo hiểm. Đúng rồi. Chứ có gì đâu mà ám. Đúng rồi. Nãy nó mới kể em quá, em mới nói là ủa mày đi xe đạp mất mớ mày sợ.
Đúng rồi. Là đúng vậy đúng không? Đúng rồi, em thề luôn. Lần sau tôi nhắc nhở chị, lần sau mình đi xe đạp, mình gặp mấy như chúng tôi gì thì chị cứ bình thường nha. Bình tĩnh. Không, anh ơi, cái quán kính anh ơi, bình thường đi xe máy không phải đi xe đạp, quên đó. Em thề luôn, thề luôn. Chị làm cho chúng tôi tình nghi chị á, làm chị mờ ám mà chúng tôi phải. Ờ, em trong sáng muốn chết có mẹ đâu mờ ám trời. Chỉ là bình thường mình đi xe máy cũng đâu có nó nguy hiểm, có quên sáng quên không nguy hiểm. Cảm ơn bỏ qua đâu mày nha, em cảm ơn anh trời, dễ trai dễ thương quá. Thôi mình đi đồng chí, mình đi tuần tra tiếp nghe, nhắc nhở mấy rồi rồi rồi, cảm ơn mấy anh nha. Bây giờ mấy anh thấy em, mấy anh tưởng là em là chị mờ ám, em mới đúng rồi. Tại sao lại không cần bắt cái xe em? Tôi thấy chị cứ mập mờ nên tôi tưởng đâu chị đang làm cái chuyện mờ ám gì đó, nên tôi phải cảm ơn mấy anh trai nhiều. Chúc mấy anh một ngày làm việc vui vẻ. Rồi cảm ơn, chào mấy chị. Phước từ đây về sao á, nhớ bà kỹ nội đó. Ơi, bà nội con tưởng đâu là con chạy xe máy, quên. Má ơi, ôi, chứ có ai muốn chạy đâu. Dù mày chạy xe máy mày cũng phải thần thái, mày hiểu không? Mệt muốn chết luôn má vậy. Má ơi, cho bà về cho mẹ. Thôi tao về luôn à. Ủa, mày chơi hả? Thôi.